Xin chào quý cô chú chị đã quay lại với kênh Cao Anh Trung Vlog và kênh Anh Sáu Xoay Bóp Thời Cổ Đại. Hôm nay tại chỗ xã Long Phú, sorry là ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay thì Trưng cùng anh Sáu ghé vô chỗ cô chú Tám Hà, hai vợ chồng luôn. Thì bị bệnh, không biết là cô chú đang bị bệnh gì anh Sáu hả? Bị liệt hệ thần kinh khớp háng, rồi một người vợ thì bị tê. Dạ, rồi ok quý vị. Thì bây giờ Trưng với Sáu đi vô nhà để mà xem tình hình là hiện tại là cô chú như thế nào quý vị ha. Quý vị xem kênh nhớ nhấn like và đăng ký kênh quý vị nha. Nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục những cuộc hành trình của Trưng cùng Sáu đi nhiều như nơi cái tỉnh. Hiện tại là đã tới tỉnh Sóc Trăng và cũng đi sới tới Bạc Liêu, Cà Mau thưa quý vị. Và vòng vòng còn nhiều tỉnh nữa. Cô chú đang ở đây. Rồi, chào cô chú. Dạ. Tình hình của chú là như thế nào? Chú qua chú chia sẻ cho bà con biết được không? Mình bị cái giò đi không được. Dạ. Bị mấy năm rồi hả? Bốn năm rồi. Bốn năm rồi. Là lúc đó là mình đã đi nhiều bác sĩ gì chưa? Có đi mà không có hết để luôn tới giờ. Dạ, có châm cứu nữa, nghe nói châm cứu nữa hả? Châm cứu hơn tháng trời. Có được tiến triển, có phục hồi chút nào so với lúc trước không? Không có tiến biến chân thôi, nghỉ luôn. Dạ, là hiện tại chú đang bị cái giò nào? Giò đi nhắc đi xa đi không được. Dạ, nhắc đi xa không được. Mình đi mình mới nhắc đúng không? Bây giờ chú có thể là đi một chút xíu cho bà con mình xem là hiện tại chú đi như thế nào á. Rồi anh đứng dậy kìa, anh đứng dậy anh đi kìa. Anh đi từ từ thôi, anh đi Ngồi lâu, ngồi chút anh đứng lên. Đúng rồi, rồi được rồi, quay ra đi anh. Nó đi rất là khó phải không? Chân bị teo cơ một bên phải không? Đứng gì đi không được, ngồi lắm. Đúng rồi. Cả chân bị teo cơ một bên. Bệnh teo cơ mà một chân ngắn, một chân dài nữa đúng không? Đi nhắc. Cái hồi là sao mà chú bị như vậy chú nhớ không? Lúc đầu rồi đi có cái mé bươi đó, rồi chạy bươi đó, rồi buông ra, rồi đi về chừng 500 thước sậm luôn. Dính luôn tới giờ. Dạ. Cái máy bươi hả? Chạy theo máy bươi. Kiểu mình nhảy là mình nhảy qua hay sao? Đó. Hay là mình chạy chạy theo nó đó, nó cái loại thằng hang đó. Dạ, chạy mà bị luôn. Xong về tới giờ luôn, 4 năm nay rồi. Cô ngồi xích ra đây nè. Rồi, ok. Rồi hỏi rồi, cô bị gì? Tê hai giò. Dạ. Tê bao lâu rồi? Cũng lâu lắm rồi. Vậy nè, dạ. Sao không đi trị bệnh? Đi vô mà bác sĩ cứ lấy thuốc lấy đồ cũng ấy chích nè. Mà không hết. Dạ. Tê chỗ nào? Tê châm cứu rồi nè anh. Đây nè. Mà không hết. Không hết tới bao giờ. Bao lâu rồi cô? Cũng lâu rồi, 2 năm mấy rồi. Hiện về còn tê không? Dạ còn tê. Tê từ đâu tới đâu chỉ vô? Dạ, tỉ như cái này nè anh xác. Cái này đây. Rồi cái mua cái máy bách xa. Rồi đó. Massage. Bây giờ tôi chỉ cho hết bệnh. Dạ. Tê thì dạ. Tôi có yêu cầu nhỏ là tặng tôi lại cái máy massage. Dạ. Tại vì hết tê rồi massage chi nữa. Dạ, tặng tôi tặng về massage cho Cao Anh Trung. Dạ. Hoặc là Cao Anh Trung massage cho tôi. Nếu hết con tặng. Đó, chị xin cái yêu cầu nhỏ đó đúng không? Đó là thiệt thấy gì? Hết tê rồi massage chi thì chỉ tặng lại cái máy. Cái lưng này bằng đêm ngủ không được. Cái lưng ha. Hai lưng này rồi bằng dạ. Tha dầu. Nè, em nói dạ. Cho chị nghe, chị dạ. Có bệnh gì chị khai hết một lần dạ. Để người ta biết để làm gì, cái dạ. Nào làm trước và cái nào làm sau dạ. Chứ đừng nói hai cái giò xong rồi lên hai cái tay rồi tới cái cổ, tới cái lưng thì toàn thân rồi. Dạ, có hai cái này nè anh. Có nghĩa là mình không có được khai như vậy. Vậy hả? Khai có nghĩa là hết cơ thể cái nào khó chịu từ từ xuống. Để biết điểm như rồi để bắt đầu người ta khai thông từ nguyệt đạo lớn rồi mới xuống chung rồi mới xuống nhỏ. Dạ. Chứ bây giờ mình làm nhỏ trước rồi tự nhiên họ cái khai ngược lên đây cứ bắt công làm lại lần hai nó lâu. Cái máy massage nó mua nằm ngủ. Đúng rồi, rồi mà hồi sẽ tặng tôi lại cái máy massage nha. Rồi nói vậy đó. Chỉ yêu cầu nhỏ thôi. Rồi không chắc là làm cô trước hay chú trước? Chú trước đi. Chú nặng hơn, cô này cố còn khỏe. Rồi chỗ chú thì nặng rồi chú nằm xuống là sẽ làm cho chú không chú nằm xuống đi nằm ngửa ra sẵn rồi ngang sau này cứ nằm bình thường nhé đây thì đồ nghề anh Sáu thì đó từ cái Châu Đốc xuống đây xa quá xa. Trời ơi trời, còn
quá trời luôn. Còn Vĩnh Châu gì, Bạc Liêu, Cà Mau gì người ta đang đợi. À, đây thưa quý vị, cái đồ nghề của anh Sáu đây, đây là cái dầu massage mà quý cô chú anh chị có thể mua tất cả các nơi đều được đó. Để mục đích cái dầu massage này không phải là cái dầu để điều trị bệnh, mà cái dầu để cho bôi trơn cho cái da của mình nó không có bị trầy xước thôi. Cho nên quý vị nếu trường hợp mà không có dầu massage đó thì quý vị có thể là dùng dầu dừa cũng được nữa. Mà dầu dừa thì nó có hơi có mùi nha, thành ra là nếu được làm ok chuẩn thì dầu massage dừa thơm đó, nhẹ nhàng. Đau không? Mới nãy chú thấy cái clip của ông ba Hoàng Anh á, thấy nhẹ nhàng đơn giản phải không? Thử cái đau không cái này? Phóng thốt gác rồi. Chưa, từ từ đi khoan để tắt cái điện thoại mới được. Để mở lên rồi không có thể làm bệnh được. Đưa điện thoại cho. Quá trời người ta gọi. Nó khổ vậy đó mà mình không nghe máy á, thì nó kỳ. Alo, dạ chú. Dạ chào chú. À, dạ chú Sáu đang trị bệnh đó chú nha. À, dạ dạ. Dạ dạ tới Sóc Trăng rồi. Dạ. Ông này ở Cà Mau chặn thời. Dạ dạ dạ. Trời ơi khổ ghê. Cái gì tới Cà Mau alo chú nha. Dạ. Dạ dạ. Đây thưa quý vị, đây là cái điện thoại mà anh Sáu dùng để điều trị bệnh, biết bao nhiêu bệnh trong có Covid rồi nè đây. Đó. À, cái điện thoại này cũng có phước chứ lắm mà nó tạo biết bao nhiêu công đức rồi đây quý vị. Thấy không? Đó. Cái vợ chồng anh Sáu hồi trước trẻ quá ha. Bao nhiêu năm anh Sáu? Nhìn thấy vợ chồng mà trẻ quá vậy trẻ mà. Này hồi năm 2019 mới đây à. Dạ 2 năm trước hả? Hai năm trước nhận trẻ quá vậy. Rồi ở lúc đó anh trẻ măng à, từ ngày mà đi trị bệnh này mới già. Tại vì có nhiều cái căn bệnh á là cả đời mình chưa từng được biết. Đúng rồi. Rồi mình về mình nằm mình suy tư, mình gắng cố gắng tìm ra được những cái gì tốt nhất để đi giúp cho bà con. Rồi có nhiều đêm ngủ đâu có được. Dạ. Anh có cái nào mà anh gì cái người đó 30 năm gì đó. Anh cũng thôi đủ loại hết. Vậy là cũng có cây 37 năm á. 30 năm hả? Ừ, đó. Ở đâu chú? À, để coi trực tiếp á hả? Thốn à, bình thường. Trực tiếp dắt bữa ở nhà. Có chỗ nào thốn dữ không? 37 năm. 37 năm. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chồng. Ổng là như robot đó không? Cứng ngắc đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cứng ngắc, ổng có gì hết trơn. Dạ, 37 năm. Mà anh làm hồi là tới nhúc nhích không em được bắt. Dạ, đúng rồi. Nó nhẹ ra lần. Tôi tính đi 37 năm hai khớp này nó cứng ra cái cùm này lằn không có được. À, thấy nắm lại luôn vậy. Cũng như để quá lâu rồi tới mình cái nó dính luôn đó rồi. Cái máu anh đó chưa có gia đình. Dạ. Đúng rồi. Chưa có gia đình. Máu nó hết chạy vô đó rồi. Đúng rồi, cũng như cái lượng khí và huyết mình nó đi tới đâu thì nó sẽ làm cho cơ thể mình thoải mái tới đó. Mà nơi nào nghẹt thì nơi đó có nghĩa là nó sẽ làm cho cái khu vực đó nó bị đau, bị nhức, bị bệnh đi. Nó vậy đó. Còn cái lượng máu mà nó thông, nó suốt rồi là khí thông mà huyết thuận là con người ta không có bệnh. Đúng không? Đó là nguyên lý của cơ thể người nó là vậy đó. Nè, thử lại. Hả? Thiệt hả chơi? Ông nó nãy nó thốn rồi giờ nó sống. Hết thốn rồi ông à. Trời ơi là trời thấy ngộ không? Rất là ngộ. Nhìn nó ngộ lắm. Nãy bóp vô nó thốn rồi giờ nó không thốn. Mặn ra luôn không? Khi khí huyết nó thông là nó sẽ hết chứ. Học cái phương pháp xoa bóp này phải hiểu tất cả những vùng liên quan. Học cái phải nắm hết. Đang khi mà mình di chuyển gần bệnh nhân á, thì thí dụ bây giờ mình nói cái đại khái không phải là cục lỡ như bên đây nó bị phỏng đi. Bị phỏng hay vết thương gì đi mình đâu có làm vô cái chỗ vết thương ta được. Mình phải chuyển. Đúng không? Hợp lại không? Đúng rồi. Nè thử lại cái đùi coi còn đau không? À, im chưa? Đâu vô ra cái giò coi. Co lên. Thấy sao? Giò này thì nó không mà thấy nó dễ chịu không? Đỡ hơn nãy rồi. Ừ, nó vậy đó. Nó còn cái giò này. Trời ơi, cái giò đó có gì đâu. Từ từ, cô cháu cũng như. Không, như hai cái giò chân ngắn ngắn như dài kìa. Chỉ cần một bước đi, tôi chỉ liếc, tôi nhìn qua là tôi biết chân ngắn như dài nè, lại đo thử coi đó.
đi. Rồi nhắn dài vậy rồi là đâu em lại em quay sát vô coi cho khán giả xem coi. Đi nó vậy đó. Vậy rồi sao đấy? Vậy. Quy lực cân bằng nó bị mất. Trời sinh ra cho con người cái gì có hai là nằm hai bên, đúng không? Chẳng hạn hai lỗ tai, hai con mắt, lỗ mũi có một thì nó nằm ngay giữa, miệng có một cũng nằm ngay giữa, đúng không? Thì hai chân mình á, hai bên á là nó phải bằng nhau. Nó mà của chú á, bị như gì là nó xô le vậy sao đi? Nhón là có nghĩa là đôi khi á, nó bị nhóm cái chõm xương đùi của cái bánh chè này nè, nó đẩy lên trên. À, thành ra bây giờ mình phải dùng lửa mình nướng rồi mình kéo xuống. Ha, hồi nữa tôi đốt lửa cho ông phỏng mình rồi tôi kéo xuống. Cười trời ơi trời. Xin mời, xin mời này. Lấy không quẹt không kìa. Lấy không quẹt. Nói chơi. Trời ơi là trời. Cái đốt là đốt liền á. Trời ơi là trời. Nói chơi chọc ghẹo. Phải mình đi trị bệnh á, mình cũng phải có một hai tiết tấu hài để vui, để cho cái người bệnh người ta khỏe lên, ta không bị đau. Đó. Chứ không phải là mình chọc ghẹo để làm gì, không có. Cũng nói là một hai cao cho nó vui vui vậy đó. Rồi coi giờ này lên. Có chắc chưa? Rồi được rồi. Rồi coi giờ này lên, đập mạnh ra. Đập mạnh ra. Được không? Đau không? Không. Rồi. Nằm xích lên. Thắng giờ ra lại. Rồi lại đo coi bằng chưa? Ok. Không. Nè coi lại coi dòm cái bằng gác rồi nè. Không thấy rõ mà thấy hai cái gót đâu rồi. Đúng rồi, tất nhiên hai cái gót đâu lại là nó mới cân bằng. Dạ, hai gót đâu. Bắt đầu nó đây là bắt đầu nó sẽ vô hình trái tim. Hai gót đâu lại là nãy gì? Đồng không đồng lấy máy kéo ra. Không 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 lấy con quẹt đốt kéo ra. Tưởng thường lấy được. Nó phải từ từ. Đúng. Có nghĩa là về chú phải tập nhẹ nhẹ đừng cho cái gân bên này nó giãn ra, nó thốn nó đau lắm. Ừ. Ừ. Này đi, nó giật. Đúng rồi, ngồi lên. Con xưa tôi không mừng lắm, không thấy gì nè, xưa giờ không thấy gì không, không đi lo, còn hơn gì. Nó vậy đó chỉ vậy, đau không? Thốn không? Thốn dữ không? Đau rồi đó. Hả? Đau rồi. Đau đâu không chịu nổi không á? Làm chút nữa. Chỗ này. Chỗ này đau không? Ha, thốn cho này không hả? À, thốn đó rồi. Ừ, rồi. Dỡ cái tay này lên. Nghiêng qua đây một chút. Dỡ cao lên. Chỗ này thốn không? Chịu thốn đó. Thốn chỗ nào? Đây không? Ha đây. Bên đó, bên đó luôn. Đây phải không? Chính xác chưa? Chính xác rồi. Ừ, thốn trời ơi, giơ tay lên ngay, làm nhẹ hững ý là nó đẩy rất là nhẹ phải không? Nó thốn dữ lắm. Ừ, từ từ. Ngồi nó đi, chưa? Đau không? Chưa. Hả? Chưa đau. Trong ngày. Phan đi từ từ. Phan để nó đi, đừng có đụng vô. Đau không? Đau rồi. Đau, bên này. Bên đó không đau. Trên này. Không. Chỗ này nè. Đụng vô. Chưa, đau không? Rồi, chỗ đó đau đó. Đau dữ không? Đau rồi. Thôi. Bên này. Chỉ có đau một bên thôi. Ừ. Thốn phải không? Nếu mà ở đây thốn mà ở trên này thốn nó là hết bệnh. Nè, trên này chưa cạo nhưng mà nó cũng thốn dữ lắm nè. Thốn chỗ nào? Nè, để ý coi. Cái đoạn này xuống nè, thốn chỗ nào? Dưới một chút. Đây. Ngay đây phải không? Đúng rồi. Thốn dữ không? Hả? Thốn hả? Ngộ vậy? Thốn lắm anh. Ừ, anh gắng chịu chứ. Anh bị nghẹt cái hệ thần kinh này nè. Em mở cho anh rồi bắt đầu anh nhẹ nhàng. Đúng rồi. Đúng rồi, thốn lắm.
Nè bên này còn đau không? Để ý ngồi ngay lại coi, nó ông coi coi nó còn lối không? Nè hai bên. Còn lối không? Không. Ừ. Rồi nằm xuống lại cho nó đi, nằm ngửa ra. Cái giò nó bị teo anh sao? Nó bị xẹp cái cọng gân gót. Cái cọng gân đó đó mà nó mà xẹp rồi nó lôi qua tới cái thằng máy bên này luôn, độc lắm. Rồi đạp nhắm ra cái nữa. Mạnh ra. Rồi. Đúng rồi. Nó hai cái giò nó phải bằng gì đó. Tính đứt gân chạy kêu nó đi vô âm vô coi không phải. Rồi. Ồ khi sáu mà khai thông ra đó là tự động khí huyết nó chạy lên giống như mình khai thông cái máu luôn nha sáu hả? Đúng rồi. Tại vì nơi nào mà khí và huyết nó không cung cấp tới thì nơi đó nó sẽ bị tê nhất. À. Điều đó chắc chắn 100%, tại vì khoa học cũng đã chứng minh rất là rõ ràng, bên Đông y rồi cũng vậy. Dạ. Khí huyết lưu thông thì cơ thể nó sẽ được cân bằng, nó hài hòa. Đó. Dạ. Còn mà bị tắc nghẽn là nơi đó sẽ bị đau và bị nhức. Ừ. Nó ngộ vậy. Trong đó trường hợp đây quý vị, chú anh Sáu vừa khai thông ra thì nó chảy lên là chú cảm nhận lượng nó rằng nó chảy lên. Chú cảm nhận giống như cái gì nước nó chảy hay là nó chảy gần nó tê lúc đầu vậy đó. Chảy gần. Thì đây là cái giống anh Sáu đang khai thông, nó chảy lên, nó nuôi cung cấp, nó nuôi lên lại á. Thì có thể hôm nay nó sẽ giảm đi phần nào đó dù chừng 50%. Lần sau cái mà làm tiếp tục ở nhà nó sẽ khai thông lần như vậy á. Chú ha. Rồi dở vào lại lên thử cái nữa. Đạp ra. Thấy làm sao? Rồi giờ này thử lại cái đá mạnh bung ra coi. Được chưa? Chưa, nó còn dùng cái khớp này không thể nào mà di chuyển lẹ được hết á. Rồi chưa? Rồi. Rồi đâu đứng vậy đi cái cây đi chậm rãi thôi, đi nhẹ nhàng coi cái nó thay đổi cỡ bao nhiêu phần trăm đó. Nó cái giò bên đó là cái giò bệnh đó, chính xác rồi đó. Nó đứng thẳng người lên đàng hoàng, anh đứng thẳng lên đàng hoàng rồi anh bước anh đi coi nó còn mà như hồi nãy không. Đó. Thấy không, đi khác liền, đi cân bằng rồi, thấy không. Còn mấy nãy ông đi cà lắc. Đúng rồi, thì hai cái giò nó bằng thì tất nhiên nó sẽ hết. Nó mình đi mình cũng phải dưỡng cái giò đó. Đi vậy thôi chứ đi sao nữa. Nó đi như bình thường rồi đó. Cô thấy đi sao? Hả? Thấy ông như ông đi ưa cà nhón vậy nè. À bây giờ sao rồi? Thấy bình thường rồi. Thấy bình thường cái. Nhẹ chưa? Đó rồi ngồi anh gái đây nói vậy đó. Từ từ rồi mình mới làm mới hồi phục. Ăn uống vô rồi bắt đầu cho nó tạo ra cái khí huyết đàng hoàng rồi tự động nó phục hồi cơ. Rồi cô lại đây. Sao? Bây giờ sao chú cảm nhận thế nào chú nói bằng nhẹ coi. Nó nhẹ lại rồi. Nhẹ lại rồi. Nhẹ trời. Đúng không? Đi đứng nó dễ dàng hơn. Bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần so với lúc trước? Ví dụ bữa trước là 10 đây, bây giờ thì nó giảm được bao nhiêu rồi? Cái độ này cũng giá cho cả 50 sắp lên. Cái 50 sắp lên. Bây giờ mới nó đúng cả... rồi, mới có lần đầu. Đúng rồi, mới lần đầu thôi, thấy không? Lần lần đau không? Tự massage. Tại tôi ngồi tôi bóp gì hoài đây bóp. Bà cứng ngắc ở đây hết trơn. Nhưng mà nó không tê bà sao được. Chỉ cái nào thì chú có làm đó ha. Cứ làm về làm như vậy á. Tự nhiên mất khỏe ra lần lần sẽ hết. Đau không? Đau à nhột. Đau dữ không? Dạ bây giờ con nữa coi bà xã vợ của chú nè. Đau hả? Đau dữ lắm hả? Bên này chưa đau đó phải không? Trời ơi trời, làm nhẹ gì mà đau. Để mà nói đừng nói ngồi ngoài nó không. Trời thấy chú Sáu làm như hửng mà sao đau nè, tới mình nè thử. Dạ thấy rồi. Ngồi ở ngoài yên không chịu, nhào vô cho đau.
em gạo này chị thấy không, rất là nhẹ, em chỉ nhìn cái bàn tay em nè, nó như em cầm cái viết em gãi nhẹ nhẹ vậy đó. Trường hợp của cô là tê hai giò, mình tê tới đâu cô? Tê về không biết luôn. Nhưng mà nó tê tới đâu, tới khúc nào? Lên tới đây luôn. À, đau gì nha, tê lên tới khúc này luôn. Hai giò. Đau lắm phải không? Trường hợp này là do tại sao nó tê anh Sáu? Nó bị tắc nghẽn cái hệ thần kinh chân. Rồi bắt đầu nó tê. Nói chung là mà nơi nào tê là nơi đó là máu nó không xuống đủ đó, nó không cung cấp đủ theo cái nhu cầu của mình. Thay vì cái lượng máu nó phải 10% nó xuống đây mà bây giờ hiện nay nó còn có 4-50 à. Đó. Nhưng mà nó tê ngộ lắm, có dùng tê nhiều, có dùng tê ít, là dùng nào mà tê nhiều là máu nó nghẹn ngẹt nhiều. Dùng nào tê ít là cũng như là nó xuống được 70-80%. Tại ở đây là tới 5 đường gân của cung cấp về cái mặt trên này là của 5 ngón. Là nó chụm ngay cái chỗ này nè. Đúng không? Đau lắm. Nhưng mà người ta chưa có làm ngay đó. Nó mà mở nhẹ ngay đó là nó thốn dữ lắm. Người ta mở trước ở dưới này. Rồi bắt đầu xong quay lưng lại. Bắt đầu người ta mở ở đây. Quay lưng lại đây. Trời ơi cái này tiếu lâm lắm. Nè đau không? Hả? Đau dữ không? Trời ơi làm gì nhăn cái gồng mình như vậy? Nhắm mắt. Ngộ nghe. Đó, nhưng mà nó đau ở đây đúng không? Dạ. Nhưng mà ở dưới này nó không đau nè. Đúng không? Không. À, nó ngộ vậy đó. Thay vì mình không cạo dưới này, tại sao ta cạo trên này? Tất nhiên nó có nguyên nhân của nó, đúng không? Thốn không? Dạ, thốn. Đó. Tôi chỉ cạo như đây thôi là các bạn giò nó muốn gần hết tê rồi đó. Nhưng mà mình không có được ý y, mình cạo đều đều, nhiều khi cô bị nặng, bị nhẹ nữa. Rất là đơn giản ha, đừng nói cạo sống này nó hết tê nha, hết tê là tự động bước vô buồng lấy cái máy massage tặng cho anh em lại đây, người ta sẽ tặng mình lại cái que này, tại vì cái cây này mới cứu mình hết tê, còn cái máy massage nó tốn điện mà nó không làm mình hết tê thì mình phải cho lại đây. Trời ơi, coi clip của anh biết gì không, rồi quá cái bắt đầu chạy hai bên đây, để lên chạy không hết, tại vì cái massage nó hay là hay ở bảng lớn, bảng lưng đồ này kia nó hay. Nhưng mà vô mấy cái vùng sinh huyệt nhỏ là cái máy massage là không được. Yeah. Bởi vì người ta mới làm cái cây này nhỏ là khoảng chừng 2 ly rưỡi à. Tại sao người ta không làm 3 ly hay 4 ly? Tại vì qua quá trình kinh nghiệm đó, người ta làm, người ta thử nghiệm trên bệnh nhân đó. Thì người ta mới chọn ra khoảng 2 ly mấy. Đau không? Chưa. Ừ. Chỗ này. Chỗ này đau, chỗ này đau luôn, chỗ này nhớ cạo đầu ngón tay nha, 1, 2, 3, 4 không đừng có cạo cái này, nó phí thời gian, nó bị nghẹt đây nè, như hạt gạo nè, thấy không, thấy chưa, đây không có nè, đúng rồi, đây có nè, đó nghe gột gột không, đè đây có nè, đau không, đau dữ lắm, đây có nè, đau nữa nè. Ở đây ít nè, tất nhiên nó sẽ đau ba ngón này. Dạ. Nhưng mà làm xuyên luôn 5 ngón chứ đừng có làm 3 ngón, bỏ 2 ngón nó tội nghiệp cho 2 ngón này. Thấy sao? Đỡ bao nhiêu phần trăm? Đỡ rồi đó. Đó, đi tới đi luôn coi, đi coi im không chạy. Đó. Rồi quay lại, rồi vô buồng lấy cái máy massage ra đây. Tặng luôn chứ sao? Đem ra. Ông nói chơi cô ơi, sợ là không tặng ra. Trời, bà mua cái máy bánh xe mà làm hết mà có cây này có 2.000 bạn mà ta làm hết bệnh. Rồi đó thì đi thử nghe chưa? Rồi lại đây ta chỉ. Bấm xuống được. Bấm xuống được. Bấm được. Rồi lại đây. Nó bấm cái giò xuống được ha, nè lại đây người ta chỉ cho cái điểm để nữa mình về mình tự làm. Cái cây này nữa về nhà cô mài lại cho nó tròn như vậy nè, nè thử coi. Rồi cái cây này coi nó tròn như vậy đó, nhớ không? Dạ. Yeah. Còn cây này nó còn nhọn, mình phải mài lại. Yeah. Nhớ chưa? Rồi nữa rồi lấy cái gì chấm? Không. Dạ. Chấm hả? Muốn xin nước chấm khỏi. Dạ. Xin luôn phải không? Rồi dạ. Xin nước chấm. Lấy đồ cho. Lấy ấy đây rồi cho miếng nước chấm. Dạ. Trời ơi phải có nước chấm đi, có nghĩa là gà xé phai phải có nước mắm đó.